Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Trong buổi học hôm nay, thầy hướng dẫn các em giải đề thi tham khảo môn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Đề gồm 40 câu, thời gian làm bài là 50 phút. Đầu tiên là câu 41. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? Thì chúng ta nhớ là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất mà chúng ta đã học đó là kim loại đó là Wolfram. Ký hiệu là WF, Nhớ yeah. chưa? Vậy thì câu 1 đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 này. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước thu được dung dịch kiềm? Thì chúng ta nhớ là những kim loại mà tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm. Các em nhớ là này. liti này là một này. Natri là hai này. Kalay, rubidy, cesy, francy, thêm cansy, thêm baray, sắt tây là Xr này. Nhớ những kim loại này thì tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ. Tạo thành dung dịch bazơ nghe chưa? đọc là cách nhớ là lúc này không rảnh co phim này cần bón sách Thấy chưa? những kim loại này thì tác dụng với nước tạo thành những dịch bazơ giờ vậy thì câu 42 đã bán đúng ở đây chính là đáp án B tiếp theo là câu 43 câu 43 nguyên tác điều chế kim loại chúng ta nhớ nguyên tác điều chế kim loại là gì là chúng ta khử ion kim loại thành kim loại Nguyên tắc điều chế kim loại là khử y ong kim loại thành nguyên tử, đúng không? Nhớ là khử, vậy thì cái đây sai này. Cái, cái, cái chỗ mà đáp án A đúng rồi, khử nguyên tử kim loại thành nguyên tử Thử y ong kim loại thành gì? Nguyên tử kim loại, vậy đó án A đúng này. Đáp án B là sai rồi, oxy hóa là sai rồi, phải khử, thấy chưa? Đáp án D cũng sai luôn, oxy hóa sai luôn, thấy chưa? Đáp án C thì sao? Khử nguyên tử kim loại thành ion kim loại là sai rồi, được chưa? cái này phải là khử ion kim loại thành kim loại và theo công thức là gì đây m này n cộng đây là ion kim loại này thấy chưa nó sẽ gì nhận đúng không nhận na để tạo thành là kim loại m đây là khử ion kim loại thành kim loại tiếp theo là câu 44 câu 44. Ion nào sau đây có tính oxy hóa mạnh nhất? Thì uh, ion trong bốn đáp án ABCD thì ông uh, cộng có tính oxy hóa mạnh nhất. Do đó thì câu 44 đáp án đúng ở đây chính là đáp án C, ion bò nha. Tiếp theo là câu 45. Câu 45 trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nóng chảy thì chúng ta nhớ cái giải uh, hoạt động hóa học đó. thì chúng ta nhớ là khi này nào này ba cần đúng không mai áo gióp sát, nên này son pháp ổi, cửa hòn phi Thì um, những kim loại nào mà đứng từ kali đến nhôm á là điện phân nóng chảy được. Nhá chưa? Kali đến nhôm này là nhớ là điện phân nóng chảy nghe chưa? Điện phân nóng chảy. Còn từ kiểm đến uh, đến vàng á tại vì sao á? Từ kiềm tại vì sao này? Là điện phân gì? Điện phân dung dịch nghe chưa? Chú ý nghe chưa? Điện phân dung dịch những kim loại nào đứng từ kali đến nhôm thì điện phân nóng chảy Vậy trong công nghiệp thì kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy là kim loại từ kali đến nhôm Vậy ở đây chúng ta chọn nó đúng, đúng, cho câu 45 chính là natri nà natri nà nào là khu vực này chưa từ kali đến nhôm phải chưa đó thì cũng làm chọn a nha tiếp theo là câu 46 kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch axit Senra hydro chúng ta nhớ luôn cái giải cái top này những kim loại nó đứng trước hydro đúng không kim loại này kim loại đứng kim loại đứng trước hydro trong giải hoạt động hóa học thì tác được tác dụng được với ai những kim loại đứng trước hiro trong giải hoạt động hóa học tác dụng được với axit HCl hoặc axit sulfuric loãng thấy chưa axit chloric và axit sulfuric loãng nhá loãng axit sulfuric loãng này nhá. sẽ tạo thành muối và hydro chưa? kim loại đứng trước hiro trong giải hoạt động hóa học tác dụng được với axit calo và axit sulfuric loãng tạo thành muối và khí hydro vậy thì câu 46 chúng ta thấy là đồng là sai này đứng sau hydro bỏ cũng sai luôn và là sai luôn rồi vậy thì câu 46 mà đứng trước hydro do đó thì chọn đó A nha 46 chọn A tiếp theo là câu 47 47 nè. sản phẩm của phản ứng giữa kim loại nhôm với khí oxy là thì chúng ta biết là kim loại mà tác dụng với khí oxy á, tạo thành là oxy kim loại thấy chưa vậy thì nhôm tác dụng với khí oxy tạo thành là nhôm oxy công thức là a là hai o 3 vậy thì 47 thì nó tạo thành sản phẩm là gì? A là 2O3, chọn đó con B nha. 47 chọn B. Tiếp theo là câu 48. Nung canxi -si cacbonat, công thức là CaCO3 ăn nhân được cao khoảng 1000 độ C. Thu được chất khí X. Chất X là gì? Chất gì đúng không? Thì chúng ta nhớ là CaCO3 này mình nhiệt phân nó thì nó ra là CaO canxi -si oxit cộng cho khí carbonic. Vậy thì à câu 48 đó đúng, đúng ở đây chính là đáp ấn D nghe nha, ấn D. Tiếp theo là câu 49, 49. À, 49. 49 nè. Trong công nghiệp quản bô Xích, trong công nghiệp quản quản bô Xích nha, trong công nghiệp quản bô Xích được để dùng để dùng để dùng để sản xuất kim loại nhôm thành phần chính của quặng bô xích là thì công thức quặng bô xích thì chúng ta biết là công thức của nó là gì Al2O3 ngậm gì hai phân tử nước nhớ chưa đây chính là công thức của quặng bô xích đây là quặng bô nha đó Vậy thì câu 49 khi mà chúng ta nhớ được công thức của nó thì chúng ta chọn ngay đáp án đúng chính là đáp án A. Nhớ chưa? Nhớ là oxit nhôm nha. Phải là sai này. Đúng không? Hydroxit là sai. Muối xương phát là sai đúng chưa? Tiếp theo là câu 50. Câu 50. Công thức của sắt 2 sunfat phát. Câu này là câu của lớp 8 mà. Đúng không? Đó tóm công thức là công thức hóa học này xác hai xung phát thì cái đây cái đây xét có thì hai đúng chưa ấy bốn có thì hai đang có thì hai phải chưa có thì hai đáp án đúng này chính là đáp án gì đáp án B còn đáp án C là xét ba xung phát rồi tiếp theo là câu năm máu câu năm trong trong hợp chất CrO 3 Chrome có số oxy hóa bằng bao nhiêu? Thì chúng ta thấy là Chrome á, 3 này, CrO3 này. Thì uh, OC quá trị 2, do đó là nó có số oxy hóa là trừ 2, do đó nó do nó là phi kim mà, được chưa? OC có quá trị 2. Mà OC là phi kim thì nó có số oxy hóa là trừ 2. Trừ 2 mà nhân với với 3 là thành trừ 6, trừ 6 thì tổng số oxy hóa của một chất bạn nghĩ Bằng 0. Do đó thì crom phải là cộng 6 giá là tổng số oxy hóa của một hợp chất luôn bằng 0. -2 nhân 3 là trừ -6 thì cái này phải cộng 6 thôi, Vậy chưa? Vậy -ROM có số oxi hóa là cộng +6, vậy câu 5 51 đáp án đúng ở đây chính là đáp án D nha, chọn D. Tiếp theo là câu 52. Câu 52 này. Câu 52 nha. Khí X tạo ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch gây hiệu ứng nhà kính trong nhiều trong nhiều cây xanh sẽ làm giảm nồng, nồng độ khí ít trong không khí khí ít là thì chúng ta biết là hiệu ứng nhà kính thì nó do khí nào do khí CO2 á khí carbonic á và cây xanh thì nó sẽ hấp thụ được khí CO2 Đấy chưa nó làm giảm cái lượng CO2 trong khí. Vậy thì à câu 52 chúng ta phần đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Khí CO2. Khí CO2 là khí gây hiệu ứng nhà kính. Tiếp theo là câu số 53. 53 này. Chất ít tác dụng với dung dịch natri hydroxide thu được natri acetat và rượu etylic, etanol đó chắc X là thì cái này à, chúng ta thấy là X mà tác dụng được á X mà tác dụng được với NaOH á tê độ này mà tạo ra là gì đây muối đúng không muối và rượu muối và rượu muối và á thì X chắc chắn phải là S gì S ta nghe chưa S ta mà ta cộng với 3 giờ tạo thành là muối và rượu. Vậy thì uh, câu 53. Chúng ta thấy axit là sai rồi, đáp án D là sai này. Axit là tạo thành muối và nước nữa nha. Axit mà tác dụng với giờ là tạo muối và nước thôi. Đáp án C cũng sai luôn, axit là sai hết. Còn lại đáp án A và B thì chúng ta thử thôi. Chúng ta thấy này cái nào ao hát là có natri có số có xui quá là cộng một đúng không dương này còn U, trừ là âm đi thì chúng ta cắt này cắt này cắt thử chắc đó bao này cái này sẽ là âm này thấy chưa này dương đi thì dương gán âm âm gán dương mà chúng thấy là c 2 h 5 co gán với natri sẽ là ra là c 2 h 5 coo mà chúng ta thu được trong trong đề cho là CH3CO là sai chưa? Phải lọa đi. Tiếp tục kiểm tra đáp ứng B chắc chắn là B rồi. Sao không? Cái này tri vào thỏ chưa? Tri vào sẽ ra gì? CH3CO là chưa? Và C2H5OH phải là câu 53 chọn đáp án B. Tiếp theo là câu 54. 54 à. Chất nào sau đây là axit béo? Đấy chưa, axit béo. Thì chúng ta nhớ ở axit béo nó gồm hai loại là axit béo no và không no. Chúng ta nhớ luôn nha. Axit béo này. axit béo này nó gồm có hai loại là no và thứ hai là không no. Được chưa? Không no. Thì no nó gồm như đây? No thì nó gồm là bamytic. ban chưa? -tích. Thứ hai là steric steric nha yeah. còn axit béo mà không no thì axit béo là oleic thứ hai là lino leic thứ ba là lino lenic nha yeah. yeah. vậy thì khi mà chúng ta nhớ được cái điều này thì câu này nó rất là đơn giản yeah. Acid formic là không phải rồi. Acid propionic là sai luôn. Acid acetic là tầm bảy đúng không? Vậy thì câu 54 đáp án đúng là acid acetic. Đáp bằng ta phải nhớ thì chúng ta khoan rất là nhanh. Tiếp theo là câu 55. Chất nào sau đây là disaccharide? Thì chúng ta nhớ carbohydrate hay là nó gồm những những cái nào? Thứ nhất là nó gồm là poly poly saccharic là một này. Là thứ hai là Monosaccharic mono Thứ ba là disaccharide nhá giờ, disaccharide Polysaccharide là gồm những nhắc những chất nào? Polysaccharide là gồm tinh bột này, thứ hai là cellulose. Còn um, monosaccharide thì nó gồm gì đây? Nó gồm là glucose, glucosa và thứ hai là fructose. Còn disaccharide thì nó gồm là Saccharose đường sucrose, thứ hai là maltose. Vậy thì um, câu 55 khi mình ta nhớ được điều này thì câu này sẽ là xong luôn đi sắc rít thì đây là tên bọc là bãi này c sai này xe lùa tầm bãi đúng không người là sai vậy thì câu 55 chúng ta chọn đó đúng là sắc rô gia b tiếp theo là câu 56 câu 56 này dung dịch chất nào sau đây là mùi tím chuyển sang màu xanh dung dịch chất nào mà làm bụi tím chuyển sang màu xanh thì chúng ta nhớ nè đối với bụi tím mà trong hữu cơ chúng ta chú ý này phenol đó, là không phenol là axit yếu yếu hơn axit carbonic và không làm mùi tím chuyển sang màu chuyển màu đúng không thứ hai là anilin cũng là một bazơ giờ rất là yếu do đó nó không làm bụi tím chuyển màu đó thì chúng ta nhớ luôn cho loại này chuyển sang màu xanh mà ở đây aniline là không chuyển màu là loại loại đó xe nghe chưa. đó thứ hai á là glucose là không có nào loại luôn các bộ đó các bộ là không lòng một tiếng chuyển màu nhớ chưa còn hai đáp án là glycine và metin rồi ta cần nhớ luôn này chúng ta cần nhớ này đối với um, amino acid á công thức nó là r này là nh2 này tất cả n lần này đó là cooh oh n là lặng lặn chưa? đó thì chúng ta nhớ là khi á khi nào mà mờ bằng n á thì sao thì nó không đổi màu quỳ tím giờ nhớ là không đổi màu quỳ tím nhớ chưa còn khi mà mờ lớn hơn n đó m lớn hơn n tức là tính ba giờ nhiều hơn tính axit cho đó thì làm quỳ tím xong so rồi gì quỳ tím mà chuyển sang so gì chuyển sang so màu xanh còn khi mà n của em á cái đây là xin lỗi cái này là mà lấy nào là cái này tính axit rồi đúng không vì tím xong màu đỏ thì sửa đây cái này cho nên là n đi n lớn hơn mà được chưa n lớn hơn mà tức là tính bao giờ nhiều hơn tính axit thì là một tím xong màu xanh còn nếu mà n á mà nhỏ hơn mà tức là tính axit nhiều hơn tính bazơ, giờ đó là mùi tím chuyển sang gì tím xong màu đỏ nhớ chưa vậy câu này chúng ta thấy là chúng ta biết là glycerin công thức là gì công thức của nó là NH2 CH2 COOH đúng chưa vậy thì nó có một nhóm NH2 và một nhóm COH vậy số nhóm NH2 và số nhóm COH bằng nhau do đó thì nó có tính nó không lồng để ngoài quy tiến câu này cũng sai luôn lọ luôn hóa nga này còn metin amin à, nói chung là lòng buổi tím sau màu xanh mà trừ vậy trừ anh linh nha a minh thì là buổi tím chuyển sang màu xanh nhưng nhớ là trừ anh linh a minh công thức của nó là ch 3 nh 2 chắc này là buổi tím chuyển sang màu xanh nè à? vậy câu 56. chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án b nha đáp án b tiếp theo là câu 57 câu 57 nè. câu 57 mươi Số nguyên tử oxy trong phân tử axit glutamic. Và để giải được câu này thì chúng ta phải cần nhớ được chỉ công thức của axit của glutamic. Công thức của axit glutamic là NH2 này C3H5 COOH hai lần. Chú ý là nó có hai nhóm COOH, đúng chưa? thì 2 oxy chưa? 2 oxi nhân với 2 là 4 oxy Người ta hỏi là số nguyên tử oxy trong phân tử axit chlorotmic thì là mấy? Là 4 oxy đúng Phải có gì đây? 4 oxy Bài câu 57 đáp án đúng là đáp án D. Tiếp theo là câu 58. Phân tử polyme nào dưới đây có chứa nitơ. Đáp án A là polyethylene. Polyethylene là công thức là gì? Công thức của polyethylene là công thức đây. Đáp A này. CH2 gạch ngang CH2 ngon hay chưa? Đây chính là polyethylene. Nó được trùng hợp từ ethylene. Vậy thì người ta nói chứa nguyên tử nitơ đúng không? Chứa nitơ. Tại sao? cái này chứa carbon hydro thì ta có gì loại đó băng ngang nha loại tiếp theo là đáp án B polyvinyl chloride polyvinyl chloride thì công thức của nó như sau đó là CH2 này gạch ngang CH gạch ngang C lại này được chưa nó chứa cà lo nha nó chứa là carbon hydro và cà lo vậy thì loại luôn rồi đo bằng C này. Đo bằng C là poly methyl metacarylact được chưa? Thì công thức của nó là gì? Công thức của nó là CH này. Cái này là C. Cái này C đúng chưa? Cái này gắn CH3 này à. Phiệt ba này. Chỗ này là chúng ta ghi là COOCH3. Đó, công thức của nó như vậy. Đó. Đây chính là poly metin metin acrylate meta meta chỉ là meta đây là poly meta acrylate thì công thức này là cái trước carbon sê ra vậy loa luôn Và chắc chắn nó đúng là này, chính là đáp năm nào đáp năm D công thức năm d là này là gì đây ch2 poly là công thức của nó là CH2 này. CH CN như này này. Đó. Rõ ràng là chứa gì? Carbon, hydro và nitơ. Chứa nitơ thế chưa? Tiếp theo là câu 59. Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm về khối lượng của nguyên tố nào sau đây? thì chúng ta nhớ này độ dinh dưỡng chúng ta nhớ luôn một loạt này độ dinh dưỡng này độ dinh dưỡng này nha của phân của phân này thì chúng ta nhớ luôn này là phân đọm á phân đọm này thứ hai là phân lăng phân kali thấy chưa phân đọm thì được đánh giá bằng phần trăm của nitơ theo khối lượng nha nhớ là theo khối lượng độ dinh dưỡng của phân đoạn được đánh giá bằng phần trăm của nita, theo khối lượng hay là độ dinh dưỡng của phân động, được đánh giá bằng phần trăm theo khối lượng của nitơ phân lăng thì độ dinh dưỡng được đánh giá bằng là phần trăm của bho 5 theo khối lượng nha còn phân kali thì, thì độ dinh dưỡng của nó đánh giá bằng phần trăm của ai phần trăm của K2O nghĩa là á. Vậy khi mà chúng ta nhớ được điều này thì câu này chúng ta sẽ Phần đáp án đúng là đó nào? Phần đậm đúng không? Phần đậm thì đáp án là ta? Đáp án ngang chưa? Tiếp theo là câu 60 Câu 60 này Cặp chất nào sau đây cùng giải đồng đảng đồng đảng là cùng công thức gì cấu tạo khớp công thức phân tử đúng không còn đồng phân là cùng công thức phân tử khớp cấu tạo Vậy thì đồng đảng là cùng công thức cấu tạo khớp phân tử vậy thì chúng ta thấy là cái CH4 là metan này là ăn ca h 4 là c h bốn là et... etan đúng không? etan um, e etin... đây là etilen chưa? Eten á. Vậy thì xe C bốn là thuộc ân con. Còn C hai bốn thuộc ân can với ân đâu có đồng đẳng đâu. Loạn hay chưa? Loạn này. Vậy đâu án B thì chúng ta thấy là C bốn là ân C2H6 là ăn luôn, đúng chưa? C4 là metan này, thì hai sáu là E-TAN có chữ ở sau đó đồng đẳng nè vậy câu uh, 60 đúng, đúng, chính là đáp án b còn đáp án c với d là sai luôn vì sao đáp án c thì cái, cái, này là e tan là ăn con còn cái này là e là gì ăn can nào ăn can thì đâu có đồng đẳng đâu loại này rồi cái này là acetylen là thuộc ăn kinh còn cái này c bốn bốn đó ra bốn là không phải nha vậy thì đòn D cũng sai luôn cái chỗ mà CH2 CH2 này công thức cấu tạo nó là vậy đó CH thấy chưa còn có nước ba đầu mạch thấy chưa còn cái C4H4 là như vậy nói chỗ này ghi là ba gạch này chỗ này là còn CH này đúng không nên là CH gì CH2 thấy chưa Thấy không? Cái này chứa nâu ba, chứa nâu bì đúng không? Chứa nâu đầu nâu ba. Không đồng đẳng, được chưa? Vậy à, câu 60 nhớ là chọn đó B nha. Tiếp theo là câu 61. Cho từ từ đến dư. Nhớ là cho từ từ đến dư kim loại X vào dung dịch sắt 3 clorua. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa hai muối x là kim loại nào sau đây đấu câu 61 mà em nhớ được điều này là đồng á kim là đồng á tác dụng được với ion sắt 3 cộng á nó sẽ tạo thành là ion đồng 2 cộng và tác 2 cộng nhớ không chưa duy nhắc luôn vậy thì câu 61 đáp án đúng ở đây chính là đáp án C cực kỳ quan trọng nha tiếp theo là câu 62 cho các este ethyl acetat, propyl acetat, methyl propionat, methyl meta octylat có bao nhiêu este tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polymer. Câu 61 được chưa? Thì đầu tiên chúng ta phải biết công thức cấu tạo của nó đã. Ethyl acetat thì công thức của nó là CH3COOCH5, được chưa? công thức của etin acetat này là CH3COO C2H5 cái này không có bi nha muốn trùng hợp tạo polymer thì cái chắc đâu phải có liền bi nha vậy thì tức là có liên kết CC đúng đâu đó đó CC này vậy thì cái này không có là lọ này nha lọ này thứ hai là bờ acetate thì công thức của nó là ch 3 này COO C3H gì H7 chưa cái này sao Mình xin lỗi cái này là ghi 37 7 nó có hai trường hợp nha và CH2, CH2 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 CH gì H3 nhớ chưa cái này cũng là gì không có liên kết đôi CC lọa luôn nha Metin Probionat thì công thức của nó là C2H5 COO CH máy CH3 cái này cũng không có nấu đầu CC loại luôn nha vậy ở đây đáp án đúng ở đây chính là đáp án D có một bởi vì Metin Metin Meta lá công thức của nó là CH2 này C này cách xuống là nấu CH3 đúng không là là COO CH3. Nó có nấu đầu thấy không? Thấy chưa? Vậy thì nó đúng rồi. Vậy đáp ấn câu 62 là đáp án D. Tiếp theo là câu 63. 63. Cho em mà gom nhôm phản ứng hoàn toàn với khí cả lo dư. Khí cả lo dư thì nhôm nó thấy thôi. Thu được 26, bãi gom muối muối chính là muối gì F muối chính là A là C là ba yeah. nha giá trị của mà là bao nhiêu thì chúng ta nhớ là nhôm mà qua A là C là ba A là này mà tạo thành A là C là ba người ta hỏi là giá trị của mà tức là khối lượng của nhôm thì chúng ta phải biết số mol nhôm từ nhôm này qua A là C là ba thì chúng ta bổ toàn nguyên tố nhôm phải là muôn nhôm sẽ bằng gì muôn A là C là 3 muôn A là C là 3 là bằng 26,7 chia cho mà lớn của nó thì uh... 26,7 này chia cho A là C là 3 nhôm là 27 chưa? còn calo là 35,5 có 3 calo nhân cho 3 bằng 0,2 0,2 này vậy thì muôn nhôm bằng 0,2 thì khối lượng nhôm sẽ bằng gì khối lượng nhôm sẽ bằng muôn nhân cho 27 và 0,2 nhân cho 27 bằng 5,4 nha. 5,4. 5,4 thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án D nha, 63 chọn D. Tiếp theo là 64 chất nào sau đây tác dụng với dung dịch axit nitric loãng dư loãng dư chưa? sinh ra khí NO nitơ oxit thì chúng ta nhớ này đối với oxit sát á thì uh, sát oxit là không được rồi bởi vì cái chỗ đây là nitơ là trong NH3 là nó cộng 5 rồi bây giờ cộng 5 mà tạo thành khí NO thì nó tác dụng được của HNO3 tạo khí NO thì chứng tỏ nó là xảy ra phấn ô quá khử vậy, vậy thì nita cộng 5 nó phải đi xuống và chắc kia phải đi lên vậy thì ở đây Xét cộng 3 là maximum nè được chưa đó thì loại A ngay nha rồi xong tiếp theo là Đáp ấn C cũng là xét có đi 3 rồi loại luôn bởi vì các anh nita ở trong nào H3 là anh cộng 5 rồi câu cầu nhất rồi vậy thì anh phải đi xuống anh kia phải đi lên này cộng 3 là sai rồi xác cộng 3 là nó quá câu rồi giờ tương tự này xác nó cộng 3 ra xác đây số quá cộng 3 là phải xuôi, sai luôn ra yeah. lọa luôn chỉ còn đâu bán gì tập ân B chỗ này là xác cộng gì cộng 2 và chúng ta chú ý nè đối với uh, hợp chất của xác á hợp chất này hợp chất của này Của xác á Nhớ là có số oxy hóa này Cộng 3 nha Có này Số này Oxy hóa của xác á Của xác Nhỏ hơn 3 Nhớ là nhỏ hơn 3 nha Thì nó tác dụng được của HN3 Nó sinh ra muối xác Xác 3 Và sản phẩm khử cho cộng cho nước tổng âm khử thì là o hay là o 2 hay là là hai o băng quang và nước nhớ chưa tức là nó xảy ra phản ứng o siêu quá khử còn khi đặt tới cộng 3 thì không được nha tiếp theo là câu 65 mươi này hòa tan hoàn toàn 3,9 phẩy hỗn hợp nhôm và magie trong dung dịch axit thì dư dư là để cho kim loại này hết thôi thu được 4,48 lít khí hydro và dung dịch chứa m muối giá trị của m là thì um... chúng ta nhớ công thức này kim loại mà tác dụng với dung dịch axit chloric hoặc là axit sulfuric loãng tạo thành muối này cộng cho Hydro thì chúng ta nhớ hai công thức quan trọng cực kỳ quan trọng luôn công thức thứ nhất là định luật bảo toàn trong là hóa trị nhân muôn kim loại sẽ bằng hai lần muôn Hydro nhớ chưa hóa trị nhân muôn kim loại bằng hai lần muôn Hydro công thức số 2 cũng quan trọng đó là khối lượng muối thì bằng khối lượng kim loại cộng cho bảy mốt lần muôn Hydro Ấn với axit Caloric Còn nếu axit sulfuric thì là 96 lần mol hiro là axit sulfuric nha. Dạ? Bài của chúng ta là axit Caloric thì chúng ta rót công thức này vô là khối lượng muối bằng khối lượng kim loại cộng cho 7 mốc lần mol Hero Vậy thì khối lượng muối của chúng ta sẽ bằng gì đây? Khối lượng kim loại là 3,9 đúng chưa? Dạ? Còn cộng cho 71 là monero. Monero của chúng ta là 4,48 chia cho 22,4. 4,48 này chia cho 22,4 là 0,2. Vậy là 3,9 cộng 71 nhân 0,2 nha. 3,9 cộng 71 nhân cho 0,2 là 18,1 bằng 18,1. Vậy thì câu 65 đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Ta phải nhớ hai công thức này nghe chưa, cực kỳ quan trọng luôn. Còn nếu không nhớ thì áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cũng được nhưng mà hơi lâu. Tiếp theo là câu 66. Câu 66 nè. Thủy phân hoàn toàn Eting probionat và Eting format trong dung dịch NaOH thu được sản phẩm gồm thì chúng ta thấy là gì đấy editing probionat công thức của nó là C2H5COO C2H5 còn công thức của Eting format là công thức của nó là HCOO C2H5 thấy e tinh không? E tin xuất hiện hai lần thấy chưa? Hai cái này cộng lại với ai? Cộng lại với NaOH này. Này cộng với NaOH luôn này. Thì nó cát này thấy không? Cát này thấy chưa? Đó cát chỗ COO này. Cát ra, cát ra, cát ra. Đây điện âm, đây điện dương. Dương âm, âm dương hay là dương này là âm này chưa và thì dương ghép với âm được gì đây được là C2H5CO này C2H5OH này nha Còn ở dưới là HCOONA NA và C2H5OH. Và thấy thấy chưa? Là đây đây, muối này chưa? CH5COOH và HCOO là hai cái này là muối nào hai cái này gọi là muối này cái này gọi là ancol etylic thấy chưa đây là ancol và thì câu 66 đoán đúng cái này chính là đáp án nào tạo thành hai muối đúng chưa hai muối một ancol đáp án D đó Tiếp theo là câu 67. Câu 67 này. Câu 67 nội dung như sau. Chất rắn ít dọn sợ màu trắng không tròn trong nước, không tan trong nước ngay khi đun nóng. Thủy phân hoàn toàn ít nhờ xúc tác axit và enzyme thu được chắc y hay chất x y lần lượt là thì chắc x mã giận sợ giận sợ đúng không giận sợ là nghi nghi là cellulose rồi Đấy chưa không to trong nước Đấy chưa đó đọc được hai cái này tôi biết biết chắc là cellulose rồi thấy không Và x chính là gì x chính là sen được chưa còn y chính là ai sen mà chúng ta đem thủy phân trong axit hoặc là enzyme thì nó tạo thành là glucose thủy phân này nó sẽ tạo thành glucose nghe chưa đó vậy x chính là cellulo còn y chính là glucose vậy thì câu 67 đáp án đúng ở đây chính là đáp án đáp án a nghe chưa chú ý nghe chưa cellulo tinh bột sai này tinh bột sai là bỏ này sắc lưu tầm bảy đúng không? Mình loại được. Khi mình đọc được cái dòng đầu tiên nhớ dòng sợ chắc chắn là xanh Tiếp theo là câu 68. 68 này. Thủy phân 1,71 gom sắt caroza có hiệu suất 75% thu được khẩu hợp x cho toàn bộ x vào lượng dư lượng dư dung dịch bọt nitrat trong NH3 đun nóng sau khi có phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gom mà gom bọt giá trị của m là bao nhiêu? thì chúng ta nhớ là á công thức của nó là C12H22O11 c, mười mấy? c mười hai, H 22 o thì chúng ta đem thủy phân á thủy phân là cộng cho nước đúng không? H cộng T độ này nó sẽ tạo thành gì đây? tạo thành glu này glucose và fructose nhớ chưa? hai cái này mà cho qua đâu? cho qua bọt nitrat trong nào bọt nghĩa là areo trong nào bọt nó tạo thành mấy bọt bốn bọt nhớ chưa bốn bọt nha vậy thì à, để yêu cầu là tính khối lượng bọt và chúng ta phải cần tính được muôn bọt đúng không muôn bọt này muôn bọt là gì muôn bọt thì bằng bốn lần muôn sắc caruya bằng 4 này. Munsak Karoya là bằng 1,71 này. Chia cho m lớn của nó. Sắc Karoya là C12H22O11 không? Lấy 10, 12 x 12 này, cộng cho 22 này, cộng trong 16 x 11. 342. Munsak Karoya là 1,71 chia 342 này mà chúng ta biết là hiệu suất 75 phần trăm đúng không nó tính môn của sức giờ này, tính mua trước này đó phải tính cái môn này trước này môn này là bao nhiêu đây là 1,71 chia 342 nhân 4 này nha 1 à, 1,71 nè chia cho 342 nhân cho 4 là 0,02 nha 0,02 0,02 môn nha vậy thì khối lượng bọt thu được là do hiệu suất đạt 75 nha hiệu suất đạt 75 phần mà bọt là sao phấn, do đó thì khối lượng bọt thu được là gì đây sao bạn gì khối lượng bọt thu được sao bạn gì đây sẽ bằng là 0,02 này chúng ta nhân với bọt là sao phản ứng nha đúng không thì chúng ta nhân cho 75 chia 100 nhân nhân cho 108 nữa nhân 108 này nhân tiếp cho 75 chia 100 nhớ là nhân cho 75 chia 100 đừng có nhân 100 chia 75 là sai nha vậy là 0,02 này nhân cho 108 nhân cho 75 chia 100 thì nó bằng 1,62 1,62 nha Vậy câu 68 chúng ta chọn án đúng ở đây chính là đoán nào? câu 68 đáp án đúng chính là đáp án C. Tiếp theo là câu 69. 69 nè. Đốt cháy hoàn toàn M gom amin X no đơn chất mạch hở. Thu được CO2 nước và 2,24 lít khí nitơ cho M gom X tác dụng hết với dung dịch axit clohidric dư số mol axit calo hidric đã phản ứng. Người ta yêu cầu tính số mol HCl phản ứng. Mà khi uh, HCl phản ứng với amin X thì chúng ta nhớ là mol HCl là bằng gì? Bằng gì? Bằng mol gì? Bằng mol amin, nhớ chưa? Do amin đơn mà, đúng không? Đơn chất có một đơn chất là có một nitơ. Vậy thì bằng mol amin nha, bằng mol X luôn đi môn hcl là phản ứng bằng môn x mà chúng ta nhớ này x á, mà đốt cháy thì nó tạo ra là 2,24 lít khí nita khi công thức này rèm A n đúng không công thức của amin là cxn đi chúng ta đem đốt cháy này nó sẽ tạo thành là 1 phần 2 khí nít ta đúng chưa vậy thì cái môn x cái này nó sẽ bằng bao nhiêu gấp 2 là môn khí nít ta thấy không vậy thì môn hc là bằng môn x mà môn x bằng 2 là môn nít thì nó bằng luôn 2 là môn khí nít ta luôn thấy chưa bằng 2 nhân cho môn khí nít ta thì 2,24 chia cho 22,4 là bằng 0,1 2 nhân 0,1 là 0,2. Vậy thì câu 69 đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Tiếp theo là câu 70. Phát biểu nào sau đây đúng? A. À, đáp án A là ta nitron được điều chế bằng phương pháp trùng ngân. Ta nitron ta nhớ là được điều chế bằng phương pháp trùng hợp nguyên nhân trùng hợp đây sai đây nha trùng hợp mới đúng nha trùng hợp mới đúng này trùng trùng ngưng là sai nha mà cái này sai bỏ đi sợ bông tơ tàm đều thuộc loại tơ thiên nhiên chúng ta nhớ luôn là sợ bông tơ tàm đều thuộc loại tơ thiên nhiên về câu 70 mươi đúng là chính là đáp án b còn đáp án c và d thì vì sao nó sai Đoạn C cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không phân nhánh sai rồi cao su lưu hóa là nó có mọn không gian nha có mọn không gian nên sai sai nha Đoạn D. thì tơ ni lông 66 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng trùng hợp nói cho tơ ni lông 66 là được điều chế bằng phản ứng trùng ngân nha trùng ngưng đó thì trùng hợp là sai này là sai sai ba câu A C D. Đáp án đúng chính là đáp án B. Tiếp theo là câu 71. Câu 71 là câu phân loại đó. Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 vào dung dịch amon natri roxic và 1,5 mol natri carbonat thu được dung dịch X chia X thành thành hai phần bằng nhau, bằng nhau nha. Đối với là bằng nhau hai phần bằng nhau cho từ từ cho từ từ phần 1 vào 120 lít 20 ml dung dịch axit cloric 1m thu được 2,016 lít khí CO2 cho phần 2 tác dụng hết với dung dịch BAOH hai lần dư này dư này thu được 29,55 gom kết tủa giá trị của V là bao nhiêu Chúng ta yêu cầu tính thể tích của khí CO2 Thì chúng, phải, chúng ta phải đi tìm mol CO2 thôi Thì bây giờ chúng ta vẽ cái sơ đồ đi Tính số mol và sơ đồ Thì để cho số mol như đây Số mol của CO2 này Mol CO2 trong cái chỗ mà phần 1 tác dụng HCl Mol CO2 ở phần 1 này thì chúng ta lấy 2,016 2,016 này chia cho 22,4 này nó bằng 0,09 nha 0,09 đó môn hắc là ở phần 1 đúng môn hắc là ở phần 1 này. là bằng 120 chia ngàn nhân cho 1 yeah. 120 này chia 1 ngàn thôi khỏi nhân 1 được chưa là 0,12 bằng 0,12 nha. Rồi tiếp tục là môn à, phần 2 á, thì chúng ta có là môn à, BACO3 này môn cách tủa BACO3 à, phần 2 bằng 29,55 29,55 này chia cho 3.137 đúng không CO3 là 60 0,15 nha 0,15 thì chúng ta có sơ đồ sau chúng ta nhớ này cái phần mẫu á là tác dụng với axit chloric thu được khí CO2 nha nha oh, à, CO2 này phần 2 tác dụng với BaOH lần dư thu được là cái tủa là có số mol là 015 rồi chúng ta có sơ đồ này sơ đồ là x là cái chỗ là CO2 đó. CO2 này. CO2. CO2 thì tác dụng được với ai? Tác dụng được với uh, NaOH này. Số mol là amon Na2CO3 tác dụng của NaOH là amon, số mol của Na2CO3 số mol là 1,5a nha, 1,5a thì nó tạo thành dung dịch X, dung dịch X thì um, là gồm gì đây? Là gồm Na cộng này, thứ hai là CO3, hay, CO3 hay trừ, HCO3 trừ, được chưa? và x này người ta chia làm hai phần phần 1 phần 2 hai phần là bằng nhau nha bằng nhau luôn phần 1 đó là nó cũng gồm ion là Na A cộng là một này CO3 hay trừ và HCO3 trừ nhớ chưa phần 2 thì nó cũng gồm ion tương tự là gì đây Na A cộng CO3 hay trừ và HCO3 trực Phần 1 người ta mới cho qua đâu? Cho qua hcl là. Phần 1 cho qua HCN là thu được CO2. Được chưa? Thì môn hcl là ở đây là 0,12 nha. Môn CO2 là 0,09. Đúng không? Phần 2 thì người ta cho qua là BAOH 2 lần mà dư. Thì tạo thành môn BACO3 là tạo thành BaCO3 số mol của nó là để cho là bao nhiêu số mol là 0,15 15 nha 0, 15 thì um, bây giờ chúng ta lưu ý này khi mà cho ít phần mẫu á, mà qua HC là thu được khí CO2 á, thì cả CO3 hay trừ và hco 3 trừ phản ứng của HC là tạo thành khí CO2 nữa nha thì chúng ta có hai phương án này đối phần 1 có hai phương án này phần 1 này thì chúng ta có là h cộng này cộng cho co 3 hay trừ này tạo thành là co 2 cộng cho gì cho nước thấy chưa phần số 2 còn thứ hai là h cộng tiếp tục cộng với hc 3 trừ này nó tạo thành là co 2 và nước luôn nhớ chưa thì ở đây chúng ta lưu ý này, chúng ta đặt âu um, bằng môn CO3 2 trừ phản ứng Nhớ chưa, đặt O này O bằng môn CO3 2 trừ phản ứng Còn V là bằng môn HCO3 trừ phản ứng nha Đã đặt là u nha, đây là V Tính qua đây là u này chỗ này là V này Tính qua chỗ này là O này là V. Được chưa? A à, này chưa cân bằng, cái này chưa cân bằng, đây là khí CO2. Này Nói chưa cân bằng chỗ này là chúng ta có 2H này. Chỗ này gì đây? HCO3 phải không? À chỗ này sẽ cái này tự cân bằng Chỗ này chỗ này là có 2H, đầu đi số 2 chỗ này. Thấy chưa? Đi số 2 chưa? Đi số 2 chỗ này nè. Đó. Mà chỗ này là 2H đủ rồi. đây là bao xì đủ thì ta có cái hệ phương trình này Được gồm gì đây gồm thứ nhất á, là cái môn h cộng phản ứng và thứ hai là môn môn co2 tạo ra thì môn h cộng phản ứng là bao nhiêu h cộng phản ứng thì là được là 0,12 còn môn co2 là 0,09 mà hắc cộng thì môn hắc cộng là bằng u hai u đây hai u chưa hai u cái này u này nhá không u cái này tính qua là hai u vậy là hai u cộng cho v sẽ bằng không phẩy mười hai còn môn co hai thì bao nhiêu môn co hai là u cộng v u cộng v là không phẩy không chín giải hệ này lấy hai u trừ u là còn u còn V trừ V là hết rồi 0 12 trừ cho 0 là còn 0 Vậy thì U uh, cộng V là 0 mà, mà U là 0 Thì V sẽ bằng gì 0 Chúng ta đã tìm được môn CO3 hay trừ ở phần 1 là 006 còn môn HCO3 trừ là 0, 0 um, môn se ba hai trừ là 003 còn mon hc ba trừ là 006. Tiếp theo này. mỗi phần. Mẫu phần này. Vậy thì à mẫu phần của mẫu phần trong x này, mẫu phần trong x thì nó có có gì đây? Nó có là C3 hai trừ đó là bao nhiêu? Là 003 ca không3 nhân ca còn hc3 tr- là 06 nhân ca giờ tiếp tục chúng ta xử lý phần 2 ở à, phần 2 này thì cái môn baCO3 đó là vàng bao nhiêu vàng 0,15 đúng không thì nó sẽ tương đương bởi vì phần 2 cho tác dụng với ba oH2 lần dư tạo ra BACO3 là 0,15 rồi nè Thì chúng ta có phương trình là gì đây 0,03K Cộng cho 0,06K Nó sẽ bằng là 0,15 Chúng ta bảo toàn nguyên tố carbon á Đúng chưa Carbon trong này là có 1 nè Carbon này cũng 1 đúng không Carbon chỗ này cũng 1 luôn Vậy đó Thì 0,03 nhân cho 1 cộng cho 006 nhân 1 sẽ bằng 0 0, 0, 0, 15 nhân 1 đúng chưa Nó trong là bổ toàn carbon chúng ta giải tìm ca ngay nha 0,03 x này cộng 0,06 alpha x nó bằng là 0,15 ca bằng tiếp uh, 5 phần 3 nha ca bằng 5 phần 3 k bằng 5 phần 3 thì lúc này chúng ta x của chúng ta đó x của chúng ta đó thì nó gồm gì đây nó sẽ gồm gì đây nó gồm c 3 2 trừ này đúng không x là c 3 2 trừ này với n a cộng 3 trừ đi n a cộng được chưa Đó 3 3 cái thì uh, c 3 trừ Chúng ta tính được trong một phần là bao nhiêu? Trong một phần là nó là 0,03k đúng không? Trong mỗi phần á là 0,03k này. Vậy thì trong x nó có là 0,03 này nhân cho k nhân thêm cho hai nữa đúng chưa cho nó hai phần mà còn hc3 trừ là 0,06 nhân cho k nhân cho hai còn natri uh, n cộng chưa biết đúng không Vậy thì tính này 0,03 nhân cho k k là 5 phần mấy k là 5 phần 3 này nhân cho 2 là được 0,1 0,1 nghe chưa còn cái dưới là 0,06 nhân 5 phần 3 nhân 2 là bằng 0,2 chỗ này là 0,2 nghe chưa còn n a cộng chưa biết vậy bây giờ chúng ta phải đi bổ toàn nguyên tố để tìm số mol nợ cộng bổ toàn à, bổ toàn điện tích được chưa bổ toàn điện tích nha yeah. bổ toàn điện tích thì chúng ta có là một nhân mol nợ cộng này nó sẽ bằng là hai nhân mol CO3 trừ cộng cho một nhân cho mol H CO3 trừ mol cộng là địa chưa biết đúng không mol CO3 trừ là không phẩy một mol hco CO3 trừ là bao nhiêu là 0,2. Từ đây chúng ta dễ dàng tính được mu n cộng là bằng 0, mấy? 0,4. Được chưa? 0,4 này chưa? Bây giờ chúng ta tiếp tục phải đi làm gì đây? Mu n cộng là 0,4. tiếp tục chúng ta làm gì nữa chúng ta đi bổ toàn carbon đúng không à, sao không anh muốn nợ cộng là thì chúng ta chưa biết chưa biết a mà đúng không? Bởi vì à, để để bảo toàn carbon thì chúng ta phải biết được số mol của NaOH với là số mol của Na2CO3. Được chưa? Tìm a đó. Để chúng ta bảo toàn natri đi. Bảo toàn nguyên tố này. natri. Bảo toàn nguyên tố này. Natri. Bảo toàn nguyên tố natri thì chúng ta có chỗ này có gì đây? Chỗ này là a đúng không? a này cộng cho 1,5 1,5A nghe nha Chỗ này có gì đây Chỗ này có gì Có 2A Đúng không Chỗ này là A này Đây có 2A này Chỗ này là có 2 natri đúng không A nhân mẫu, đó 1 Cái là 1,5A nhân cho 2 Nhân cho 2 nghe chưa Thì nó bằng số môn của natri chỗ này Bộ toàn natri này Thấy chưa Thấy không Bộ toàn natri này Thấy chưa bổ toàn luôn ở đây chỗ này có một natri là a nhân một chỗ này có hai natri là một phía nam nhân cho hai thì nó bằng là bằng uh, chỗ này là bằng gì bằng mua natri thôi thì bằng mua gì mua là a cộng đúng bằng gì không phía bốn chỗ này chúng ta tính được là gì đây tính được là a sẽ bằng chỗ này là một phía nam nhân hai là là ba này là ba không? 3 x 1 là 4. Và là 4A. 4A bằng 0,4 thì A bằng 0,1. A bằng 0,1. Được chưa? Và chúng ta đã biết được A rồi. Chỗ này là A là 0,1 rồi nè. Đúng chưa? Chỗ này là, 1 x 0 ,1 là 0 1,5 x 0,1 là 0,15 phải không? Này x là ,15. Này là 1,5 này. Nhân 0,1 là 0,15 cho là 0,15 nè khoảng 15 nữa. bây giờ chúng ta đi bổ toàn à, gì đây bổ toàn nguyên tố carbon là xong bổ toàn nguyên tố carbon thì uh, chỗ này là có carbon đúng không đúng chưa tính CO2 mà chỗ này là bằng gì một carbon bằng V chia cho 22,4 thì chúng ta có là V này cho 22,4 cộng cho carbon chỗ này là bao nhiêu? Chỗ này carbon là mấy? Chỗ này sẽ là 1,5 nhân a là 0,15 đó. Có một carbon nhân cho 1 nha. Chỗ này sẽ là 0,15 nhân 1. Rồi. Tới bàn gì đây? Bàn phía sau này. Phía sau thì nó bằng gì đây? Bàn gì? nó bằng cái chỗ đây này chỗ C của 3 hay trừ đúng không với lại là hấp 3 trừ thấy chưa chỗ này có một carbon chỗ này có một carbon thì lấy số mua nhân mẫu thôi số môn của CO3 hay trừ thì nó bằng bao nhiêu nó bằng là 0,1 này vậy 0,1 nhân cho 1 rồi số môn HCO3 trừ cũng là 0,2 đúng không

nó 15 này nhân cho 22,4 thì được là 3,36 Đây vị là lít đó thì câu uh, câu gì đây câu 71 chúng ta chọn nó bắn đúng ở đây chính là đáp án D câu này được xem là câu khó rồi nha câu 71 là câu vận dụng câu rồi đó tiếp theo là câu 72 72 72 này Thực hiện năm thí nghiệm sau. Thí nghiệm A là cho khxo 4 vào dung dịch Ba(HCO3)2 lần. Thì chúng ta nhớ này. hxo 4 á, trừ mà gặp HCO3 trừ á, thì tạo thành là thành như đây XO4 2 trừ CO2 là khí và nước, nhớ chưa? H x của 4 trừ gặp H CO3 trừ sẽ tạo thành x 42 trừ CO2 là khí và nước được chưa thì ở đây nó có gì ông Barry này BA2 cộng này thấy chưa cách hợp ngay là có cái tủa cho cái tủa là BA của 4 vậy để thấy đề để là sau khi có phản kết thúc số thí nghiệm thu được cả cái tủa và khí thì A à, được rồi này đúng chưa A à, được rồi tiếp theo à, xong rồi đó, tới B này, NH4HCO3 gặp a BaOH hai lần thì chúng ta cần nhớ này, HCO3 trừ mà gặp OH trừ này nó tạo thành gì? CO3 trừ và nước. Thấy chưa? Đó, HCO3 trừ mà gặp OH trừ tạo thành CO3 trừ và nước, Đấy không? rồi tiếp tục còn nhớ nè chỗ này là ô hất trừ này, đúng không ô OH trừ này mà nó gặp gì đây gặp nào hất bốn là sinh được nào hất ba đúng không đúng chưa ô OH trừ mà gặp nào hất bốn cộng này là sinh được nào hất ba này thấy giờ ba khí đây có bari không đây có ông bari này đúng không đó thị có cái tuổi chưa có cái tuổi luôn này BA2 cộng gặp C3 2 trừ này. tạo thành kết tủa là BACO3. Vậy phát biểu B đúng luôn giờ Đúng luôn. Thí nghiệm B đúng, được chưa? Điều có khí vào kết tủa. Tiếp theo là đun nóng nước cứng tạm thời. Nước cứng tạm thời là nước cứng chứa gì? Chứa ion canxi 2 cộng, magia 2 cộng và hco ba trừ thì nước cứng tạm thời khi đun nóng này t này nước cứng tạm thời là hco mà ba hai lần này đun nóng tạo thành là mco ba cái tủa cộng cho co 2 và nước này lưu ý m ở đây là canxi và magiê được chưa vậy thì phát biểu c cũng đúng luôn được chưa cũng có cái tụa khí á Tiếp theo là phát biểu D. Cái này là A với D này, hai bên để sai chứ A mới đúng không? Phát biểu D là cho kim loại nhôm vào dung dịch NaOH dư. Nhôm mà vào NaOH D này là nhôm là Al này. Cộng với NaOH dư tạo thành là NaAlO2 cộng với khí hydro cái này thì chỉ có khí thôi nha cái này có khí mà không có cái tủa vậy cái này lọa nha lọa phát biểu a phát biểu a này phát biểu a thì uh, natri tôi dung dịch cox 4 dung dịch cox 4 là có nước mà chúng ta biết là nhôm là kim loại nó hấu nước lắm natri nha Natri là kim loại rất là hấu nước do đó thì Natri đầu tiên nó phấn qua đây đầu tiên Natri gặp nước trước này nó sinh ra là dung dịch NaOH và khí hydro sau đó sau đó thì NaOH sinh ra nó sẽ gặp được COH của 4 theo phấn trao đổi thì ra là COOH hai lần cái tủa cộng cho NA2X4 vậy thì chỗ này nó vừa có khí vừa có cái tủa đó thì a là thí nghiệm a cũng là đúng luôn này chưa vậy thì câu 72 đáp án đúng ở đây chính là đáp án c